Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hỏi Triều. Thì như video lúc trước mình đã cho lên tay cho anh em chiếc GTX B100, thì hôm nay mình cũng mang lại cho anh em một chiếc GTX B100 này. Nhưng ở video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng chức năng cực kỳ đặc biệt trên chiếc đồng hồ này, đó chính là sử dụng Bluetooth trên con này. Anh em sử dụng Bluetooth để chỉnh thời gian trên con này, giờ quốc tế, cũng như là một số tính năng như báo thức chẳng hạn trên con này. Và đặc biệt một trong số những chức năng mình thích nhất khi chỉnh Bluetooth trên con này đó chính là chức năng tìm điện thoại lạc. Mời anh em cùng mình khám phá những phần mềm mà Casio đã tích hợp trên con này nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách chỉnh giờ trên chiếc đồng hồ này. Thì theo cách truyền thống của anh em thì anh em sẽ giật cái chốt ở vị trí ở giữa này và anh em chỉnh giờ. Thì đây là một cách là rất là truyền thống và thông dụng, và ở cái con này anh em cũng thể chỉnh được vậy. Tuy nhiên anh em muốn cập nhật giờ một cách chính xác hơn thì mình khuyên anh em nên chỉnh giờ bằng Bluetooth, tại vì con này nó có tích hợp Bluetooth mà, rất là dễ cho anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở điện thoại mình lên, đặt nhân vật chính là một bên. Thì trên điện thoại anh em sẽ cài ứng dụng có tên là G-Shock, ứng dụng màu đỏ có tên G-Shock Connected này đây. Anh em có thể tìm kiếm ứng dụng này trên kho của Apple Store hay là trên Play Store rất là dễ. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên. Thì khi lúc anh em mở lên thì nó sẽ ra màn hình như thế này. Là cái màn hình này nó hiển thị là cho anh em chọn cái mẫu anh em muốn kết nối. Cái phần hiển thị này cũng muốn nói là nếu anh em đang phân vân không biết chúng ta sử dụng cái đồng hồ mã gì thì anh em nhìn mặt sau. Đây có một cái hình hướng dẫn anh em, nhìn mặt sau anh em sẽ nhìn cái thông số dưới này. Thông số của chiếc này nằm ở đây là GTX B100. Đó, mặt sau. Thì anh em sẽ chọn vô là GTX B100. Đây, GTX B100 dòng G-Steel. Đó. Và bắt đầu cái ứng dụng sẽ hướng dẫn anh em là bấm cái nút Connected này trong vòng 2 giây để khởi động chức năng Bluetooth. Đó. Đấy. Chỉ cần anh em đặt gần nhau thôi thì tự động ứng dụng sẽ nhận được chiếc đồng hồ này của anh em thông qua kết nối Bluetooth. Anh em sẽ bấm là Reset the Watch. Đó, cái này sẽ đăng ký chiếc đồng hồ này. Bây giờ bắt đầu đồng bộ nhau. Đã đồng bộ thành công. Thì các bạn nhìn thấy đây, chiếc đồng hồ của chúng ta, cái kim này bắt đầu xoay chuyển. Nó sẽ cập nhật cái giờ ở trên chiếc điện thoại này qua. Thì chiếc điện thoại chúng ta lúc nào cũng kết nối wifi, nó sẽ chạy giờ quốc tế luôn, đúng chuẩn từng giây luôn. Cho nên anh em sẽ yên tâm về độ chính xác của chiếc đồng hồ. Đấy, hiện tại thì mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ cập nhật giờ thành phố Hồ Chí Minh. Bên hông này chúng ta sẽ có đồng hồ thế giới World Time. Thì chiếc đồng hồ quốc tế này nó sẽ cập nhật giờ cho chiếc đồng hồ nhỏ ở vị trí góc 6 giờ của chiếc B100 này. Anh em bấm vào và chọn thành phố anh em muốn. Đó. Mình thích ý mình chọn Rome đi. Ok, mình sẽ chọn thành phố này. Đấy, nó sẽ đồng bộ giờ của thành phố Ý qua. Đấy, chiếc đồng hồ nhỏ chúng ta sẽ chạy và chúng ta cập nhật bây giờ là 5 giờ rưỡi ở Ý. Ok, và đó là cái bước chỉnh giờ của anh em. Còn đó, chúng anh em có thể nhìn được, hiển thị được pin chiếc đồng hồ này thông qua ứng dụng này luôn. Anh em nhìn ở góc trái đây, chúng ta có hình một cái viên pin. Thì viên pin này nó đang sạc đầy, là hiển thị là mức năng lượng của chiếc đồng hồ này cũng đang đầy. Đấy. Qua bên hông này, rồi chữ Utility, anh em sẽ có những chế độ khác là báo thức, Alarm và Timer là cái đồng hồ đếm ngược. Anh em cũng có thể thiết lập được hai cái tính năng này thông qua ứng dụng này luôn, và nó cũng đồng bộ chiếc đồng hồ này để anh em sử dụng, rất là tiện dụng. Một tính năng khác mà khá hay ở với cái ứng dụng này và cái chiếc đồng hồ B100 này, đó là tính năng tìm cái điện thoại lạc. Đó, anh em sẽ thấy vào cái phần menu lúc nãy mình đã bấm vô. Đây, setting, anh em chọn một chiếc đồng hồ. Phone Finder setting có nghĩa là chế độ mà cài đặt để anh em tìm điện thoại. Đó, anh em sẽ thiết lập một số như là cái nhạc chuông để anh em tìm nó. Ok, hoặc là anh em có thể chọn nhạc khác ở trong kho ứng dụng của anh em. Thì để sử dụng cái ứng dụng này ra sao thì rất là đơn giản. Sau khi anh em thiết lập xong rồi đúng không, anh em chỉ cần đặt điện thoại một bên. Đó, giả sử như chiếc điện thoại của chúng ta đâu mất tiêu đi, sau đêm ngủ dậy nó nằm ở đâu đó anh em không tìm được, anh em sẽ giữ cái nút File này. Anh em sẽ nhấn giữ cái nút File.
chờ một chút. Đó, chiếc điện thoại chúng ta tự động nó kêu tiếng luôn, anh em có thể dễ dàng tìm được nó. Kêu lớn nhỉ. Đó, trên điện thoại nó hiện chữ là Find Me, tìm em đi mấy anh nè, vẫn ok. Ok, và đó là những tính năng cơ bản để anh em sử dụng ứng dụng Bluetooth trên chiếc B100 này. Nếu anh em có thấy có bất kỳ thông tin nào hay khác muốn chia sẻ hay những đóng góp ý kiến cho những video sắp tới thì anh em có thể để lại bình luận phía dưới video cho kênh đồng hồ Hải Triều. Và bây giờ xin chào và cảm ơn anh em đã xem video. Cùng nhau ra hát.